Đấu La Đại Lục tập 204 thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hải thần tam xoa kích trong tay kim sắc hư ảnh dương lên, nhẹ nhàng phóng ra, tạo nên một đám quần sáng kim sắc huyễn lệ. Mỗi một cái quầng sáng nhìn qua như là lộn xộn, nhưng lại dài quá con mắt bình thường có thể nhìn hướng về Bỉ Bỉ Đông năm người bao phủ. Ở trong lớp sương mù màu vàng này, Bỉ bì, bì Đông kinh hãi phát hiện, tử vong lĩnh vực lúc này hoàn toàn mất đi hiệu quả, căn bản không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, tinh thần lực cũng toàn diện bị uy áp, áp bức khiến cho thân thể không cách nào di chuyển, chỉ có thể lấy mắt mà nhìn. Mắt thấy từng quần sáng kim sắc mạnh mẽ lao đến, bì bì đông trong mắt hàn quang lấp lóe, màu đỏ của đệ lục hồn hoàn quang mang đại phóng, quang mang màu lục sẫm lúc này thoáng cái biến thành màu xanh biếc. Võ hồn chân thân lúc này biến đổi toàn thân ma chu bao phủ bởi quang mang màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy. Hai thanh cự liêm như ngọc phỉ thúy đồng thời vung lên, một điểm lục quang trong nháy mắt lan tràn xuống hai cự liêm đan chéo nhau đồng thời xuất ra quang trảm màu phỉ thúy lao về phía kim sắc quang ảnh quang trảm màu phỉ thúy cùng quang mang kim sắc di chuyển nhưng lại không có va chạm với nhau chỉ là xuyên qua quần sáng kim sắc như trước hướng về phía năm người bì bì đông quang trảm màu phỉ thúy cũng thẳng đến thân thể kim sắc hư ảnh nghìn vạn lần không nên xem thường quang trảm màu phỉ thúy này là 10 vạn năm hồn kỹ bì bì đông cường đại đạt 99 cấp hồn lực sử dụng uy lực có thể bình thường được sao mười vạn năm đệ lục hồn kỹ tên là sáng lập vĩnh hằng vật lý phòng ngự không có hiệu quả năng lượng phòng ngự hạ thấp 50%. một khi chúng mục tiêu mang theo hiệu quả lan tràn vô tận chỉ có dựa vào hồn lực chống đỡ khiến cho hồn lực tiêu hao như đèn dầu sắp cạn từ từ mà chết bất luận là vị trí nào bị đánh chúng đều là chí mạng chính là một trong những năng lực đơn thể công kích bá đạo nhất của bì bì đông lúc này bốn gã phong hào đấu la cũng không có nhàn rỗi đối mặt với quang mang kim sắc bọn họ đều ở trong trạng thái võ hồn chân thân đều xuất ra kém nhất là đệ bát hồn kỹ phát động công kích nhưng công kích bọn họ cùng công kích sáng lập vĩnh hằng của bì bì đông đều giống nhau đều không có khả năng xuyên qua quần sáng kim sắc mà tấn công tới thân thể của hư ảnh kim sắc ngay tại lúc này âm thanh uy nghiêm nọ một lần nữa vang lên trong đường tam vô định phong ba công phòng nhất thể là kỹ năng hạn chế duy nhất trong hoàng kim thập tam kích cũng là kỹ năng hạn chế cực mạnh một khi đối thủ chúng phải bất luận đối thủ mạnh cỡ nào trong 8 giây tuyệt đối không cách nào di động nửa phần. Hải thần tam xoa kích trong tay kim sắc hư ảnh, giống như sống lại thời kỳ hoàng kim, chỉ thấy sáng lập vĩnh hằng lao tới trước mặt, nó nhẹ nhàng tạo nên một quang mang kim sắc, quang mang chủ yếu là phóng thích trên lưỡi chính của tam xoa kích, bên trong quang mang kim sắc xuất hiện một tầng quần sáng màu vàng kim nhạt, giống như là dùng nước biển rửa đi vết bẩn, Bỉ bỉ đông sử ra kỹ năng cường hãn, không ngờ lại trực tiếp biến mất, đơn giản chỉ là biến mất không có bất cứ phản ứng gì. Ngay sau đó, Hải thần tam xoa kích lại vẽ ra bốn cái vòng sáng, nhẹ nhàng làm tiêu tan công kích của bốn gã phong hào đấu la. Đường Tam mở to hai mắt nhìn, tinh thần lực toàn bộ khai mở, toàn tâm toàn ý cảm thụ từng động tác của Kim Sắc Hư Ảnh trước mắt, hơn nữa còn cảm thụ tất cả năng lượng ba động được tạo ra. Ngay khi nhìn Kim Sắc Hư Ảnh bằng vào Hải thần tam xoa kích thoải mái ngăn trở công kích của năm tên phong hào đấu la, hắn rốt cuộc hiểu được vô định phong ba tại sao kêu là công phòng nhất thể mắt thấy công kích của mình không có hiệu quả mà quần sáng kim sắc đã đến trước mặt bỉ bì, bì đông sắc mặt đại biến trong nháy mắt nàng phản ứng lại không lùi mà tiến tới ngược lại lao thẳng vào quần sáng kim sắc cùng lúc đó thân thể của nàng xuất hiện biến hóa khiến đường tam trợn mắt há mồm vốn toàn thân thể nàng màu xanh sẫm tản ra quang mang màu xanh biếc trong nháy mắt tất cả biến thành màu tím ngay cả hình thái cũng xảy ra chuyển biến từ phệ hồn chu hoàng chân thân biến thành tử vong chu hoàng chân thân bảy cái hồn hoàn cũng tự nhiên biến thành chín cái một màn này gây ra chấn động cho đường tam không thể tưởng tượng ở trên cái thế giới này hồn sư có song sinh võ hồn tổng cộng chỉ có hai người một là mình mà người còn lại chính là bì bì đông giờ đây đường tam lần đầu tiên chứng kiến sử dụng song sinh võ hồn trong chiến đấu thực tế lúc này bì bì đông sử dụng hoàn toàn vượt qua cách sử dụng võ hồn bình thường dựa theo tình huống bình thường nàng hẳn là thu hồi vệ hồn chu hoàng chân thân trước sau đó chuyển biến võ hồn lại thi triển từ vong chu hoàng chân thân, nhưng nàng lại bỏ qua bước trung gian, cứ như vậy nàng chuyển qua sử dụng võ hồn khác một cách rất tự nhiên. Đường Tam không biết Bỉ Bỉ Đông như thế nào làm được điều đó, đều là song sinh võ hồn, Bỉ Bỉ Đông nếu có thể làm được, như vậy, về mặt lý thuyết mà nói, chính mình cũng sẽ có thể làm được mới đúng. Nương theo võ hồn chân thân bị cắt đứt, đệ cử hồn hoàn trên người bì Bỉ Đông phát sáng lên, thân thể màu tím hiện lên hoa văn kỳ dị. Trong khoảnh khắc cuồng sáng kim sắc đã bao phủ nàng cùng bốn gã phong hào đấu la bốn gã phong hào đấu la thân thể toàn bộ động lại bì bì đông cũng trực tiếp từ không trung rơi xuống đất tất cả đều bị áp chế mặc dù võ hồn cùng hồn hoàn phóng xuất nhưng bọn họ vẫn không thể nào nhúc nhích thậm chí ngay cả dãy ruộng đều không thể làm được trên người mỗi một cá nhân đều bao phủ lên một tầng quần sáng kim sắc đường tam hít một hơi kinh hãi kỹ năng khống chế thật cường đại có thể đồng thời phong ấn bốn gã phong hào đấu la cùng một cường giả đỉnh cao đấu la uy lực chính thức kỹ năng hoàng kim thập tam kích của hải thần tam xoa kích lại có thể cường đại như thế dựa theo thanh âm vang lên trong đầu năm người này dĩ nhiên cũng bị định trụ 8 giây thời gian vật lộn giữa cái sống và cái chết trong chiến đấu 8 giây thời gian đã cũng đủ làm quá nhiều chuyện dù cho kỹ năng không thể làm suy yếu phòng ngự nhưng với 8 giây thời gian chính mình cũng có thể tiến hành nhiều lựa chọn bất luận là rời khỏi chiến trường hay toàn lực công kích không thể nghi ngờ đều sẽ chiếm chủ động tuyệt đối mặt khác khi phối hợp cùng đồng bọn tác dụng của kỹ năng này cũng là không thể nghi ngờ càng huống chi vô định phong ba với bản thân mình vẫn là kỹ năng công phòng nhất thể trong thời gian 8 giây đối thủ không thể tránh né chỉ có thể phòng thủ mà chính mình lại có thể bằng vào hải thần tam xoa kích hóa giải công kích của đối thủ quả thực chỉ có thể dùng thần kỹ để hình dung cho dù là đệ cử hồn kỹ cấp bậc 10, vạn nam chỉ sợ cũng không bằng được trong lúc đường tam bị rung động đến cực độ thì âm thanh bỗng nhiên vang lên hoàng kim thập tam kích thức thứ hai thiên tài không du kim sắc hư ảnh chuyển thân hóa thành vô số kim quang kích ảnh dợp trời tựa như từng đoàn kim sắc quang vân làm người khác hoa cả mắt quang vân trực tiếp bao phủ trước mặt năm người đại bộ phận quang vân đều tập trung trên người bì bì đông sự việc trước mắt có thể nói là trước giờ chưa có mà sau này cũng không có kỹ năng quần công đường tam trong lòng nhất thời vang lên bốn chữ này đại lượng tin tức không ngừng thông qua tinh thần lực đóng dấu trong não hải của hắn hắn liền liều mạng ghi nhớ chỉ sợ bỏ sót phần nào chăng tiếng nổ ầm ầm từng tảng lớn kim sắc quang vân gần như đồng thời nổ tung giống như thủy ngân chảy bao phủ trên thân năm người trong tiếng nổ vang kịch liệt thân thể của bọn họ mỗi một chỗ đều bị cường hãn công kích bốn gã phong hào đấu la trong miệng đồng thời máu tươi cuồng phun bị kim sắc quang vân bùng nổ tác động chấn vang ra ngoài không chết cũng phải bị thương nặng bì bì đông lúc này hoa văn màu tím lưu chuyển toàn thân bên ngoài thân thể bày ra một tầng phòng ngự màu tím nhưng đại lượng quang vân tập trung trên người nàng đồng thời nổ mạnh va chạm với Hoa Văn chấn bay nàng ra ngoài, trong trạng thái võ hồn chân thân không thể thấy được sắc mặt của nàng, nhưng từ trong miệng Tử vong Chu Hoàng lại phun ra rất nhiều chất nhầy màu tím, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đáng tiếc, năng lượng không đủ, thanh âm uy nghiêm vang lên một tiếng cảm khái, hiển nhiên, mặc dù một kích này làm năm tên cường đại phong hào đấu la đồng thời bị thương nặng, nhưng hắn vẫn rất không hài lòng. Thanh âm hùng mạnh lại tiếp tục vang lên trong đầu Đường Tam. Hoàng Kim thập tam kích, thức thứ ba, nhất khứ bất phản. Kim sắc hư ảnh tại không trung trong nháy mắt xoay tròn một vòng, Hải thần tam xoa kích trong tay đã bắn nhanh ra, tạo nên một đạo hư ảo kim quang, phảng phất cắt đứt hư không, hư ảo vặn vẹo nhoáng cái đã tới bên người Bì Bì Đông. Một kích này, cùng với một kích lúc trước của Đường Tam phát động, được ăn cả ngã về không, có chút giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ, uy lực cường đại hơn quá nhiều ít nhất là uy lực mạnh gấp 5 lần một kích kia của đường tam mà lúc này bì bì đông vẫn bị vô định phong ba hạn chế trong 8 giây căn bản không cách nào di động phốc một tiếng nổ mạnh vang lên dưới ánh sáng vàng trói mắt của hải thần tam xoa kích thân thể bì bì đông bạo liệt thành vô số các khối vỡ tung bay tứ tán trong không trung quang mang trên tam xoa kích vẫn tiếp tục xạ dạ chiếu nghìn thước tất cả hết thảy đều hóa thành kim sắc quang điểm rồi biến mất một kích này quá mức kinh khủng đường tam như say như ngốc đờ người tại chỗ kim quang thu liễm hoàng kim tam xoa kích lại hiện ra một lần nữa về trong lòng bàn tay đường tam biến trở về màu đen thanh âm uy nghiêm trở nên mơ hồ không rõ nắm giữ cho tốt tam thức đầu tiên có thể tự bảo vệ mình không lo nếu như gặp phải đối thủ thần cấp thời gian hạn chế của vô định phong ba sẽ tùy theo mà rút ngắn nhưng ngắn nhất sẽ không thấp hơn ba giây ghi nhớ ghi nhớ ta đây lúc nào có thể học được mười thức sao đường tam trong lòng tự hỏi không nên quá tham lam ngay trở thành hải thần chính là lúc học toàn bộ hoàng kim thập tam kích người kia cũng chưa chết nàng có được kỹ năng thân thể bất tử trừ phi kế thừa thần vị nếu không người vĩnh viễn khó có khả năng giết nàng chẳng qua nàng cũng bị hoàng kim thần lực của ta xâm nhập thân thể chữa trị sau đó cũng cần phải ít nhất nửa canh giờ mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu ngươi hiện tại có thể đi nhớ kỹ không nên làm nhục hoàng kim tam xoa kích của ta âm thanh uy nghiêm vang lên trong đầu đường tam nói xong lời cuối cùng âm thanh đã biến thành lúc to lúc nhỏ nhưng đường tam lại nghiêm nghị cung kính không cần hỏi hắn cũng hiểu được bất luận âm thanh uy nghiêm này của kim sắc hư ảnh là đến từ hải thần chân chính hoặc là đến từ lạc ấn của hải thần lưu lại thế giới này rốt cuộc chính mình cũng lần đầu tiên được nhìn thấy con đường của thần kỹ cùng lúc đường tam khôi phục lại khống chế của thân thể bốn gã phong hào đấu la bị thương nặng ngoài xa đã đứng dậy sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc mà giữa không trung thân thể bì bì đông biến thành các khối vỡ màu tím đang bay nhanh ngưng tụ lại dưới tác dụng của một đạo tử sắc quang mang tựa như hợp lại một chỗ thành một khối bình thường đồng thời bên ngoài các khối vỡ vẫn mang theo một vòng tử sắc quang mang kỳ dị đường tam đối với hải thần rất là tin tưởng nếu hải thần đã nói trước khi mình thành thần không thể giết chết được bỉ bỉ đông như vậy khẳng định là không có bất cứ cơ hội gì rồi không chút do dự dưới tình huống tinh thần lực tiêu hao gần như không còn một chút nào hắn miễn cưỡng khởi lên một tia tinh thần lực thúc giục hãn hải hộ thân cháo ẩn thân lặng lẽ biến mất sâu vào trong sâm lâm mặc dù vậy bốn gã phong hào đấu la đã đứng dậy nhưng không dám đuổi theo bọn hắn đã bị thần kỹ của hải thần tam xoa kích hủ dọa làm cho kinh sợ cũng khó trách bọn hắn lực lượng một kích làm cho bị thương nặng năm vị phong hào đấu la bao gồm đỉnh phong cấp bậc là bỉ bỉ đông thực lực như vậy bọn hắn làm sao không sợ chứ hải thần tam xoa kích trong tay đường tam đã làm cho bọn hắn rung động thật sâu tử sắc hoa văn ngày càng trở nên mãnh liệt thân thể nghiền nát của tử vong chu hoàng chậm rãi tụ hợp một lần nữa biến thành hình dạng như trước khi bị nghiền nát chẳng qua từ sắc hoa văn trên người nàng lại thêm một tia kim sắc nhàn nhạt, nhạt cho dù mới vừa khôi phục trạng thái chân thân vì bì đông cũng lập tức giải trừ võ hồn chân thân của mình biến trở về bản thể thậm chí tất cả võ hồn đều thu trở về qua một tiếng nàng phun ra một khẩu máu tươi pha lẫn kim sắc thân thể lắc lư kịch liệt một trận trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không cam lòng người này chính là chướng ngại lớn nhất trong công cuộc nhất thống đại lục của ta nói xong những lời này nàng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất hai tay tạo ra một tư thế kỳ dị tiến vào trạng thái tu luyện lúc trước bỉ bỉ đông thi triển đệ cử hồn kỹ của tử vong chu hoàng tên là bất tử chi thân nếu như là hồn sư bình thường đệ cử hồn kỹ cực mạnh khẳng định sẽ không hấp thụ một kỹ năng phụ trợ nhưng bỉ bỉ đông chính là song sinh võ hồn tự nhiên nàng không sợ đệ cử hồn kỹ của nàng lại là của một đầu mười vạn năm hồn thú tử vong chu hoàng giống như võ hồn của nàng vì liệp sát hồn thú này khi trước nàng đã hao tốn thời gian một năm rốt cục mới có thể hoàn thành mục đích mười vạn năm hồn kỹ này cấp cho nàng hai cái kỹ năng một cái chính là kỹ năng phụ trợ bảo vệ tính mạng mà nàng vừa thi triển bất tử chi thân dù cho thân thể bị địch nhân công kích phá tan thành từng mảnh cũng có thể tụ hợp một lần nữa so với năng lực chữa trị của lam ngân hoàng xương đùi phải của đường tam càng mạnh hơn một bậc ngay lúc bỉ bỉ đông cảm giác được rõ ràng uy hiếp trí mạng của hải thần tam xoa kích nàng nhanh như cắt thù lại võ hồn tử vong chu hoàng của mình sau đó xuất ra đệ cử hồn kỹ đủ để bảo vệ tính mạng mình. Bất luận công kích của đối phương cường đại đến mức nào cũng không thể giết mình được. Nhưng là, hoàng kim thần lực của hải thần cũng không phải dễ dàng đón tiếp như vậy. Mặc dù nàng bằng vào bất tử chi thân ngăn cản được một phần lớn, nhưng vẫn có chút ít xâm nhập vào trong cơ thể, bắt buộc nàng phải vận công hóa giải. Dưới tình huống này, đừng nói bị bỉ đông dùng tinh thần dò xét nơi trú ẩn của bọn đường tam, thậm chí đến tự bảo vệ mình cũng đã là một vấn đề bốn vị trưởng lão của võ hồn đế quốc vội vã thủ hộ chung quanh thân thể nàng đương nhiên từ bản tâm bọn hắn mà nói ngay cả cúc đấu la hận không thể băm đường tam thành muôn mảnh cũng không dám tiếp tục đuổi theo mỗi người chỉ có một tính mạng vất vả lắm mới tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la ai lại muốn mạo hiểm kia chứ đồng thời thực lực đường tam vừa thể hiện cũng mang đến cho bọn họ một cảm giác bất lực đây tôi cùng là một đối thủ như thế nào lại cường hãn đến trình độ như thế ngay cả giáo hoàng đại nhân cũng bị trọng thương mà trên thực tế năng lực của đường tam đương nhiên không đủ làm được chuyện này mặc dù hắn không biết về kỹ năng đồng dạng của bì bì đông nhưng bì bì đông và bọn phong hào đấu la cũng không biết về kỹ năng của hắn nhất là hải thần tam xoa kích dưới tình huống bị đánh cho trở tay không kịp lại thêm uy lực chân chính của hải thần lạc ấn mới có thể một kích mà đánh lui bọn họ nếu như chân chính hải thần ở đây chỉ cần đệ nhị thức thiên tài không du cũng đủ lấy mạng bọn hắn dù là bì bì đông cũng phải bị thương nặng dù là 99 cấp phong hào đấu la chỉ cách thần cấp có một bước nhưng thật là thiên xoa địa viễn hơn nữa bỉ bỉ đông hiện tại cũng không phải là một bỉ bỉ đông hoàn hảo phần lớn thực lực của nàng đều dùng làm việc khác không cách nào điều động công dụng của mặt khác đó thậm chí so với việc lấy được hồn hoàn của hai vị xâm lâm chi vương còn trọng yếu hơn lúc đường tam đào tẩu thân thể hắn cũng đã suy yếu lắm rồi tiêu hao của hải thần tam xoa kích đối với tinh thần lực và hồn lực thật sự là quá lớn cho dù công kích cuối cùng là sử dụng năng lượng của hải thần lạc ấn của mình nhưng trước đó đường tam đã dùng ba lần rồi thân thể dù chưa đến nỗi dầu hết đèn khô cũng đã rất suy yếu đến như duy trì năng lực ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo cũng thấy khó khăn dưới sự dẫn dắt của linh hồn rất nhanh đường tam đã cảm nhận được ba động linh hồn của tiểu vũ đang lo lắng hướng tới gần hắn rất nhanh đối với tình huống của bì bì đông cùng mấy vị phong hào đấu la bên kia cùng phán đoán của hắn thật sự gần như giống nhau ít nhất trong nửa canh giờ những người này không dám bỏ lại bì bì đông mà đuổi theo cứ như vậy đã đủ thời gian cho mình rồi tiểu vũ cùng bọn họ cũng chưa chạy xa lắm khoảng cách với chỗ giao chiến khi nãy vừa hơn năm dặm lúc đường tam đến đây tiểu vũ đang khóc giống lên đại minh nhị minh các ngươi phải kiên trì các ngươi không thể chết được à ca sẽ lập tức đến đây hắn là cao thủ giải độc nhất định có thể cứu sống các ngươi vừa khóc tiểu vũ vừa không ngừng đem hồn lực của mình rót vào cơ thể hai đại thần thú nhưng là bất luận đại minh hay nhị minh quang mang trong mắt bọn họ vẫn như trước lại trở nên ảm đạm hơn thân thể bọn họ đã không cách nào nhúc nhích dù chỉ nửa phân tiểu vũ không nên nổ phí khí lực nữa chúng ta không xong rồi trong võ hồn của nhân loại kia có kịch độc cực mạnh đương thời độc tố của tử vong chu hoàng vốn rất khó giải huống chi kịch độc chẳng những ăn mòn thân thể chúng ta mà còn ăn mòn linh hồn chúng ta nữa đừng khóc nữa người cùng đường tam có thể cứu chúng ta không để chúng ta chết dưới tay đối thủ chúng ta đã rất vui rồi chúng ta đều đã sống mười vạn năm dù chết cũng không phải là chết yểu không chết trong tay của địch nhân không trở thành hồn hoàn của nàng chúng ta đã rất thỏa mãn hai mắt đại minh đã sắp sửa khép kín ngay cả lực lượng chống đỡ mi mắt cũng sắp sửa không còn khi bọn họ còn đang nói chuyện đường tam đã chạy đến đây giải trừ trạng thái ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo thấy đường tam tới tiểu vũ như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vã lôi kéo hắn nói ca người nhanh cứu bọn họ đại minh nhị minh muốn không xong rồi đường tam thất kinh bất chấp thân thể suy yếu, vội vã tiến đến lấy trong như bách bảo nang ra hai viên thuốc giải độc, mình luyện ra khi trước phân biệt nhét vào miệng hai đại thần thú, đồng thời dùng hồn lực còn lại không nhiều của mình mà thôi động. Đường Tam, đừng uống phí khí lực nữa, dù cho là thần đến đây cũng khó có khả năng cứu được chúng ta, kết cấu thân thể chúng ta với loài người các ngươi không thể so sánh được, người chạy được tới đây trước khi chúng ta chết, còn kịp nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã không để chúng ta chết trong tay bọn hắn. Đường Tam vội an ủi đại minh người không sao đâu ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu sống các người bỗng nhiên đại minh mạnh mẽ mở to hai mắt trong đôi mắt hắn lại xuất ra quang mang mãnh liệt phảng phất như khôi phục sức sống trong nháy mắt đường tam người hãy nghe ta nói theo tinh thần hồi phục giọng của đại minh trở nên hữu lực hẳn lên chứng kiến một màn này sắc mặt đường tam trở nên thảm biến rất rõ về độc làm sao hắn không nhìn ra được đại minh lúc này giống như đèn dầu sắp cạn tinh thần đột nhiên khôi phục chính là hồi quang phản chiếu a thời gian của ta không còn nhiều lắm đại minh nhìn đường ta một chút lại nhìn tiểu vũ một chút bên cạnh nhị minh đang hấp hối cũng mở mắt ra nhưng cặp mắt của hắn vốn màu vàng lúc này đã trở nên ảm đạm đường tam chúng ta tự biết tình huống thân thể của mình thân thể đã bị ăn mòn hoàn toàn trừ phi hiện tại ngươi có thể xuất ra loại dược thảo mà lần trước đã cứu thân thể của tiểu vũ nếu không chúng ta cũng không có bất cứ cơ hội nào thời gian của ta không còn nhiều lắm Hãy để cho ta nói hết lời đi. Dược thảo mà Đại Minh nói tự nhiên là tương tư đoạn trường hồng, Đường Tam có thể đi đâu tìm đây, cho dù hiện tại có thể đi tìm được, cũng đã quá muộn, yêu cầu phục dụng của tương tư đoạn trường hồng cũng rất là hà khắc. Đường Tam ảm đạm nhìn chăm chú vào Đại Minh gật đầu, tiểu Vũ lại trở nên mạnh mẽ hơn, ôm cái cổ to lớn của Đại Minh mà khóc giống lên. Trong mắt Đại Minh lóe lên thần quang bình thản. Đường Tam, nói thẳng ra lúc ban đầu, ta cũng không thích ngươi, cho tới khi đó tiểu vũ cùng chúng ta đều ở cùng một chỗ ba người chúng ta đã chung sống cùng nhau thời gian gần mười vạn năm bất luận nàng làm gì ta cùng nhị minh đều ủng hộ nàng cho dù là lựa chọn cuối cùng của nàng trở thành nhân loại cũng như thế đến khi ngươi xuất hiện chúng ta mới phát hiện ra tâm tình của tiểu vũ đã đặt hết toàn bộ trên người của ngươi loại cảm giác này ngươi hiểu được hay sao giống như là tỉ muội của mình đi theo người khác vậy nhưng là sau sự tình lần trước chúng ta đều hiểu được rằng ngươi chân thành yêu tiểu vũ vì cứu tiểu vũ người cũng bất chấp tính mạng của mình lựa chọn của tiểu vũ cũng không sai người mới là bến bờ tốt nhất của nàng lần này các ngươi cùng nhau trở về ta thật sự rất cao hứng chứng kiến linh hồn tiểu vũ đã có thể phụ thể ta cũng hiểu được trong mấy năm qua ngươi vẫn không ngừng nỗ lực để hồi sinh cho nàng nhãn quang của tiểu vũ không tệ có được ngươi rồi ta cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng ta muốn ra đi nhưng ta vẫn còn một tâm nguyện chưa dứt hy vọng ngươi có thể giúp ta thực hiện được hay không vậy đường tam kiên định gật đầu nói như đinh đóng cột. Ngươi nói đi, bất luận chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Không cần vì cái gì khác, chỉ vì phần cảm tình với đại minh nhị minh thôi, hắn cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đại minh. Đại minh nhìn đường tam gật đầu, vui mừng nói. Cảm ơn ngươi, đường tam, hôm nay là ngày ta nói cảm ơn nhiều nhất trong cuộc đời ta. Tiểu vũ, ngươi đừng đau buồn quá, ngươi giống như chúng ta, đều đã sống mười vạn năm, ngươi có đường tam, lại tiến hóa làm nhân loại, có hy vọng mới chúng ta đã sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm này qua mười vạn năm kỳ thật đã sớm đối với thế giới này không còn gì lưu luyến từ khía cạnh nào đó mà nói tử vong vừa có thể xem như chấm dứt cũng có thể xem như một khởi đầu mới vậy đường tam ta cùng nhị minh đều đã nhìn thấu sinh tử tử vong đối với chúng ta cũng không đáng sợ không bị chết một cách khuất nhục trong tay địch thủ chúng ta cũng đã thỏa mãn chuyện ta không yên lòng duy nhất chính là tiểu vũ tâm nguyện cuối cùng của ta chính là hy vọng ta có thể trong thời khắc cuối cùng của đời ta tận mắt thấy tiểu vũ hoàn thành quá trình hồi sinh đường tam sửng sốt một chút dĩ nhiên hắn không nghĩ tới đại minh lại đưa ra yêu cầu như vậy ảm đạm nói xin lỗi đại minh bây giờ ta làm không được thực lực ta chưa đạt tới phong hào đấu la chỉ sợ làm người thất vọng rồi ánh mắt đại minh đột nhiên trở nên sắc bén hẳn lên sáng quắc nhìn đường tam chăm chú ta đương nhiên cảm thụ được hồn lực của người hiện tại là tám mươi lăm cấp có đúng không không phải là chỉ còn kém năm cấp hồn lực sao năm cấp hồn lực này ta và nhị minh có thể cho ngươi nhưng sau khi ngươi có được năm cấp hồn lực nhất định phải hồi sinh cho tiểu vũ ngươi có thể làm được hay không đường tam thất kinh đại minh ngươi muốn tiểu vũ mạnh mẽ ngẩng đầu gắt gao chụp lấy lân phiến trên người đại minh không được đại minh nhị minh các ngươi không thể làm như vậy nhị minh vẫn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng lúc này ánh mắt hắn cũng đã phát sáng lên như đại minh tiến nhập vào trạng thái hồi quang phản chiếu ánh mắt cũng sáng quắc nhìn đường tam chăm chú tiểu vũ nếu như ngươi không muốn cái chết của chúng ta không có bất cứ giá trị gì không nên ngăn cản chúng ta ta cùng đại ca vừa rồi đã suy nghĩ kỹ nếu phải chết sao không chết một cách có ý nghĩa có thể giúp cho ngươi hồi sinh cái chết của chúng ta cũng là đáng giá hơn nữa sau đó chúng ta sẽ trở thành hồn hoàn của đường tam có thể nói là vẫn thủ hộ bên cạnh ngươi như trước đường tam ngươi có chịu không chúng ta ba người đều là giống được vì tiểu vũ người có nguyện ý nỗ lực cùng bọn ta hay không? Đại Minh Nhị Minh cũng biết, muốn hồi sinh tiểu vũ đối với đường tam tổn thương lớn lao đến mức nào, bọn họ hai người tự biết chắc chắn phải chết. Hy vọng ở giây phút cuối cùng này có thể bức bách đường tam cùng nhau hồi sinh cho tiểu vũ. Thực lực đường tam bọn họ cũng thấy được, hồi sinh tiểu vũ có nghĩa là hắn phải buông bỏ mười cấp hồn lực, vĩnh viễn không được trở thành cường giả chân chính. Mà điểm này đối với một hồn sư có thiên phú dị bẩm mà nói còn đáng sợ hơn là chết cho nên bọn họ lo lắng đường tam sau này sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại của tiểu vũ mà không chịu giúp nàng hồi sinh chính thức cảm nhận được ánh mắt của hai đại thần thú hai mắt đường tam cũng đồng dạng phát sáng lên quang mang băng lãnh lóe lên đại minh nhị minh các ngươi lo lắng chuyện gì vậy mặc dù các ngươi cùng tiểu vũ sống cùng một chỗ mười vạn năm còn ta cùng nàng chỉ mới ở cùng một chỗ chẳng qua hơn mười năm nhưng cảm tình của ta đối với nàng tuyệt không ít hơn so với các ngươi ta lần này mang tiểu vũ đến tinh đấu đại xâm lâm này vốn là muốn giúp cho nàng hồi sinh nhiều lời vô ích các ngươi nhìn đây vừa nói đường tam đột nhiên phách một trường về phía tiểu vũ tiểu vũ lúc này đã hoàn toàn thường người ra làm sao nghĩ đến chuyện đường tam đột ngột ra tay với mình không đợi cho nàng phản ứng bàn tay của đường tam đã phất lên chán nàng tiểu vũ kêu lên một tiếng đau đớn thân thể yếu đuối từ từ ngã xuống hồng quang trên người nàng khởi lên lấp lánh nhưng dãy ruộng không muốn trở lại bên trong cơ thể đường tam Ngươi làm gì vậy? Đại Minh Nhị Minh đồng thanh thét lên, nhưng bọn họ hiện tại không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác của đường Tam. Bởi vì tinh thần lực không đủ, hải thần chi quang của đường Tam ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn lập tức trói buộc linh hồn tiểu vũ, đưa nàng vào trong cơ thể của mình. Ánh mắt quét về phía đại Minh Nhị Minh, đường Tam bĩu môi, trong giây lát, đổi qua tay trái cầm hải thần Tam xoa kích, lưỡi kích ở giữa trực tiếp chém vào vai phải của mình. Hải thần Tam xoa kích là chân chính thần khí, dù cho cứng cáp cỡ nào cũng không thể chống lại thần khí huyết quang băng hiện cánh tay phải hắn đã bị chém đứt sắc mặt đường tam trong nháy mắt trở nên nhợt nhạt hẳn không rên lấy nửa tiếng ánh mắt vẫn băng lãnh như trước mũi chân hất lên không đồng thời tay trái điểm liên tiếp phong bế huyết mạch vết thương trên vai phải chứng kiến một màn này ánh mắt sắc bén của đại minh nhị minh liền thay đổi đường tam không cần giải thích nhiều với bọn họ đã dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của mình với bọn họ Trước tiên đưa linh hồn tiểu Vũ trở về bên trong cơ thể mình, sau đó lập tức chặt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của Đường Tam chính là vị trí hồn cốt của tiểu Vũ, mà một hồn sư chưa đạt tới 90 cấp hồn lực, chỉ có khi chết mới có thể lấy hồn cốt ra, nói cách khác, lúc hồn cốt rời khỏi thân thể, chính mình cũng là chí mạng. Đường Tam vì sợ chính mình không thể chém cánh tay phải nên mới sử dụng Hải thần Tam xoa kích, có thể thấy được quyết tâm của hắn kiên định tới mức nào. Đường Tam đem Hải Thần Tam xoa kích cắm bên cạnh, tay trái tiếp lấy cánh tay phải của mình, đột nhiên run lên, chấn vỗ huyết nhục bên ngoài lấy ra hồn cốt của Tiểu Vũ, bày ra trước mắt hai đại thần thú, lạnh lùng nói: "Thời gian của ta cũng không hơn ngươi bao nhiêu, đây là ước định giữa nam nhân." Đại Minh Nhị Minh liếc nhìn nhau, lúc này không chỉ là bọn họ sắp chết, mà Đường Tam cũng sắp chết, chỉ cần hồn lực của hắn không thể đột phá 90 cấp, sau khi lấy ra hồn cốt, chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. "Xin lỗi, đại minh nhị minh đồng thời lên tiếng sắc mặt đã trở nên nhu hòa hơn tuy rằng thân thể bọn họ đều cao lớn hơn đường tam nhưng trong lúc này đường tam đã trở nên áp đảo trong lòng bọn họ nhất là hắn đã vì tiểu vũ mà điên cuồng không tiếc trả giá hết thảy càng làm cho hai đại thần thú tự ti mặc cảm bọn họ tự hỏi nếu như không phải vì tính mạng của mình không thể giữ được bọn họ tuyệt đối không thể nào thực hiện được hành động như đường tam đúng vậy hắn là một nam nhân chân chính hai tiếng thét khí thế ngập trời đồng thời vang lên hai luồng hồng quang nóng cháy thiêu đốt trong tinh đấu đại xâm lâm hồng quang trói mắt đồng thời phóng xuất từ mi tâm của hai đại thần thú ở giữa hồng sắc quang mang tất cả đều biến thành yên lặng hiến tế đúng vậy chính là hiến tế theo như lời đại minh hắn cùng nhị minh có biện pháp làm cho đường tam trực tiếp tiến vào 90 cấp hai vị bá chủ tinh đấu đại xâm lâm hai đại hồn thú 10 vạn năm hiến tế sinh ra tăng phúc đủ làm cho hồn lực của đường tam trực tiếp tăng lên 5 cấp để thăng tới trình độ 90 cấp đường tam tiểu vũ sau này phải giao cho ngươi rồi thanh âm của đại minh nhị minh vang lên trong lòng đường tam ánh mắt băng lãnh của đường tam trở nên nóng bỏng hàn lên trong đôi mắt hồng quang tăng mạnh hai hàng nhiệt lệ chảy trên gương mặt hắn hắn đương nhiên biết lựa chọn của hai đại thần thú là gì hắn và tiểu vũ cũng biết nhưng giống như lời hai đại thần thú đã nói bọn họ không hy vọng cái chết của mình không có chút giá trị nào trợ giúp tiểu vũ hồi sinh là tâm nguyện cuối cùng của bọn họ ánh hồng sắc bắt đầu thiêu đốt trên người đại minh nhị minh đó không phải là hỏa diễm mà là một loại huyết diễm cực kỳ đặc thù mà trong đó thiêu đốt còn có tiên huyết tính mạng của bọn họ còn có tu vi mười vạn năm đây là lần thứ hai đường tam tiếp nhận hiến tế của mười vạn năm hồn thú tuy thời gian đã lâu nhưng lúc này khi hắn tiếp nhận hiến tế của đại minh nhị minh trong đầu không thể cưỡng lại hồi tưởng hết thảy sự việc tiểu vũ hiến tế năm xưa thân thể của đường tam trong huyết quang đã không thể nào nhúc nhích nhưng hắn dùng linh hồn nói với đại minh nhị minh đại minh nhị minh các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ giúp tiểu vũ hồi sinh hơn nữa dùng tính mạng của ta để bảo vệ cho nàng đồng thời ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi giết chết bỉ bỉ đông hủy diệt võ hồn đế quốc thân thể đại minh nhị minh đã dần dần đạm hóa sau khi nghe đường tam nói trong mắt hai vị xâm lâm tri vương đều toát ra vẻ thỏa mãn bọn họ đương nhiên hiểu được đây là lời hứa của nam nhân đường tam nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành huyết diễm càng thiêu đốt càng mạnh dần dần từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm mà thân thể đại minh nhị minh đã chuyển biến dần dần trong quá trình đạm hóa cũng giống như một khối hồng thủy tinh càng ngày càng trong suốt thân thể đại minh bắt đầu nhạt đi tất cả hồng sắc khoách trương thành một vòng tròn thần lớn chậm rãi có rút lại xoay quanh thân thể hán cùng đường tam chậm rãi dung nhập đám chìm trong huyết diễm toát ra từ trên người hai đại thần thú toàn thân đường tam không ngừng chuyển đến cảm giác tê ngứa cảm giác sắp chết không còn sót lại chút nào hồn lực trong cơ thể bởi vì tay cụt mà rối loạn bởi vì khi trước đánh nhau chết sống với bì bì đông mà tiêu hao lúc này tăng vọt không biết bao nhiêu lần gần như điên cuồng vượt qua từng cái từng cái quan khẩu nhưng lúc này đường tam không có chút nào vì hồn lực của mình tăng lên mà hưng phấn trong lòng ngược lại tràn ngập bi ai thực lực hắn tăng lên là nhờ vào đại minh nhị minh mà có được nếu như có lựa chọn hắn vĩnh viễn cũng không hy vọng tăng lên theo cách này đại minh nhị minh các ngươi yên lòng mà ra đi ta nhất định sẽ vì các ngươi mà báo thủ võ hồn điện cừu hận giữa chúng ta lại càng nhiều hơn nữa rốt cục quang mang trên người đại minh hoàn toàn nhạt đi một cái hồn cốt cánh tay phải đỏ như máu chưa kịp khống chế tự bay đến chỗ tay cụt của đường tam cắm mạnh vào trong vết thương thanh âm cuối cùng của đại minh vang lên trong lòng đường tam ngươi là nhân loại tốt nhất mà ta từng gặp thật ra ta cùng nhị minh đều thích tiểu vũ chỉ là vì chúng ta là huynh đệ cũng không nguyện ý xúc phạm tới đối phương nên mới tiện nghi cho ngươi đường tam ta lấy hồn hoàn và hồn cốt bồi thường cho ngươi có lẽ ngươi không nhất định phải bị giáng cấp cho nên chúng ta cũng không có thiếu nợ ngươi không nên quên lời hứa của ngươi thay chúng ta mà bảo vệ cho tiểu vũ lúc ngươi tự đoạn cánh tay phải ta đã coi ngươi như là huynh đệ rồi đại minh nước mắt đường tam rốt cục cũng trào ra thanh âm của đại minh yếu dần rồi biến mất thân thể khổng lồ của hắn cũng đã hóa thành một con rắn nhỏ màu xanh thanh quang nhạt dần biến thành một mảng màu xám mà ngay lúc này lam ngân hoàng của đường tam đã từ trong thân thể mà ra đồng thời xuất hiện còn có Nhị Hoàng, Nhất Tử, Nhất Hắc, tứ hồng tám cái hồn hoàn, do năng lượng của Đại Minh hình thành, một vòng huyết sắc quang mang thật lớn tại không trung dần dần thu liễm chung quanh thân thể Đường Tam, rốt cục động lại ở vị trí cuối cùng. Đúng vậy, dưới sự liên hợp hiến tế của Đại Minh Nhị Minh, hồn lực của Đường Tam rốt cục đột phá chướng ngại 90 cấp, tấn thăng cấp bậc Phong Hào đấu la, hồn hoàn mà Đại Minh hiến tế cũng trở thành đệ cửu hồn hoàn của hắn, là đế hoàng của xâm Lâm, thiên thanh ngưu mãng đệ cửu hồn hoàn cùng lúc đó nương theo cánh tay phải đỏ như máu cắm vào chỗ tay cụt của đường tam năng lượng của lam ngân hoàng xương đùi phải của đường tam bị dẫn động kịch liệt khởi lên từng tầng quang mang màu vàng lam phóng xuất ra không ngừng xoay quang vết thương của hắn cơ nhục cùng kinh mạch bắt đầu nhúc nhích mọc ra trên xương cánh tay phải đỏ như máu nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự sinh trưởng hồn lực của cấp bậc phong hào đấu la làm cho kỹ năng dã hỏa thiêu bất tẫn xuân phong duy hữu xanh toàn diện xuất ra kỹ năng của mười vạn năm hồn cốt đúng là cần phải có hồn lực của cấp bậc phong hào đấu la mới có thể kích phát toàn bộ đại minh có thể nói là đệ nhất cường già của tinh đấu đại xâm lâm mặc dù lúc đầu hắn cùng tiểu vũ đều là mười vạn năm hồn thú nhưng có thể tưởng tượng phẩm chất của hồn hoàn hồn cốt của hắn còn cao hơn tiểu vũ đây cũng là lý do hắn nói sẽ không nợ đường tam dù cho đường tam tổn thất hồn cốt hồn hoàn lấy hai khối mười vạn năm hồn cốt cùng hai cái mười vạn năm hồn hoàn của hắn và nhị minh cũng đủ đền bù gần như toàn bộ dù sao, hồn hoàn mất đi vẫn có thể liệp sát một lần nữa, có thể tưởng tượng muốn tìm kiếm hai khối 10 vạn năm hồn cốt cùng hai cái 10 vạn năm hồn hoàn đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Khi nhìn thấy bốn cái 10 vạn năm hồn hoàn trên người đường Tam, Đại Minh cũng đã hiểu được, đường Tam muốn hồi sinh tiểu vũ, tuyệt không cần phải đem toàn bộ hồn hoàn cấp cho tiểu vũ. Hồng Diễm vẫn đang thiêu đốt như trước trên thân nhị Minh, chẳng qua so với khi trước đã ảm đạm hơn nhiều, hồn lực mà khả năng của hiến tế cấp cho đã rót toàn bộ vào trong cơ thể đường Tam, nếu không phải hắn và đại minh hàm chứa cường đại như vậy cũng không thể giúp đường tam tăng lên 5 cấp hồn lực hơn nữa đột phá chứng ngại gian nan nhất 90 cấp mắt thấy cánh tay phải đường tam một lần nữa sinh ra đệ cửu hồn hoàn cũng dung hợp hoàn thành cùng lam ngân hoàng thanh âm nhị minh trầm thấp vang lên ta có chuyện này đường tam xin ngươi đừng nói cho tiểu vũ biết ta cùng đại ca từng thích nàng chúng ta không muốn nàng phải thống khổ ngươi phải vĩnh viễn làm cho nàng vui vẻ làm cho nàng hạnh phúc ta tin tưởng ngươi có thể làm được chuyện này. Nếu có một ngày, ngươi thật sự đột phá trăm cấp thành thần, như vậy, ngươi sẽ có năng lực ngưng tụ linh hồn chúng ta, từ trong hồn hoàn hồn cốt phóng xuất ra trong thời gian ngắn, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại tiểu vũ được rồi. Còn chuyện này, hồn hoàn của ngươi hiện tại phẩm chất rất cao, nhất định không nên cấp toàn bộ cho tiểu vũ, như vậy sẽ sinh ra phản tác dụng. Thật ra, đại ca đã nói không đúng, chúng ta vẫn nợ ngươi. Nếu như không phải hôm nay ngươi cứu giúp, ngay cả cơ hội hiến tế này, chúng ta cũng không có sử dụng cho tốt kỹ năng chúng ta tặng cho ngươi thường yêu tiểu vũ cho thật tốt chúc các người hạnh phúc huyết diễm quang hoàn khuếch trương một lần nữa nhìn cặp mắt vừa nhu hòa vừa vĩ đại của nhị minh đường tam cắn chặt hàm răng huyết sắc quang hoàn rơi vào người đường tam nhất thời lam ngân hoàng lặng yên biến mất chín cái vòng sáng trên người hắn cũng theo đó mà thu liễm thay vào đó là hạo thiên truy màu đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt đường tam lặng lặng trôi nổi ở đó hoa văn màu vàng lửa trên hạo thiên truy như thủy ngân lưu động dường như đã biết mình sắp có cái hồn hoàn thứ nhất chờ đợi trong niềm hưng phấn huyết sắc quang diễm thu liễm hóa thành hồn hoàn thật lớn bao phủ thân thể đường tam và nhị minh khi quầng sáng co lại xoay quanh cơ thể đường tam thân thể nhị minh đã hoàn toàn đạm hóa cuối cùng hồng quang động lại trên hạo thiên truy khí tức nồng hậu của huyết sắc quang mang càng làm cho khí phách hạo thiên truy tăng lên sát thần lĩnh vực khác trên thân truy lúc này bắn ra một đạo bạch sắc quang mang huyết sắc quang mang tùy ý thấm vào trong đó làm cho bạch quang trong sát thần lĩnh vực tăng thêm vài phần huyết sắc quang mang đại minh trở thành hồn hoàn cuối cùng của lam ngân hoàng của đường tam mà nhị minh trở thành hồn hoàn thứ nhất của hạo thiên truy của đường tam nếu như nói 10 vạn năm hồn hoàn xuất hiện trên vị trí thứ 9 rất là đẹp thì cái 10 vạn năm hồn hoàn do nhị minh biến thành thêm cho hạo thiên truy trở thành đệ nhất hồn hoàn chưa từng có trong lịch sử đường tam năm nay chẳng qua mới vừa 25 tuổi chẳng những tạo ra kỷ lục là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đồng thời cũng tạo ra kỷ lục đệ nhất hồn hoàn của võ hồn là 10 vạn năm kinh khủng nhất. Mặc dù không dám nói sau này không có ai, nhưng tuyệt đối từ trước tới giờ là chưa từng có ai. Bạn đang xem đấu la đại lục được thuyết minh tại kênh youtube di các phim, đồng thời, đại minh nhị minh khi hiến tế đã cân nhắc chú đáo năng lực tự thân của đường Tam. Đại minh thân thật là dài, hình thái cũng tương tự như một gốc lam ngân hoàng của đường Tam, tự nhiên rất thích hợp trở thành hồn hoàn của lam ngân hoàng mà nhị minh lấy bạo lực cùng lực lượng tăng trưởng cũng phù hợp với nhu cầu của hạo thiên truy trước giờ đường tam vẫn chưa cấp thêm hồn hoàn cho hạo thiên truy ngay hắn cũng chưa từng nghĩ đến đệ nhất hồn hoàn của hạo thiên truy lại cường hãn đến như vậy nhưng vẫn chưa hết nương theo sự xuất hiện của đệ nhất hồn hoàn của hạo thiên truy một khối hồn cốt đỏ tươi khi thân thể nhị minh trở nên trong suốt mà biến mất xuất hiện trước mặt đường tam đó là một khối hồn cốt của cánh tay trái mặc dù mười vạn năm hồn thú khi hiến tế làm cho linh hồn của mình cũng rót vào trong hồn hoàn cùng hồn cốt nhưng bọn họ cũng có thể quyết định được vị trí của hồn cốt được năng lượng hình thành khi hiến tế hai cánh tay hô ứng lẫn nhau đồng thời hạo thiên truy của đường tam cũng là xuất hiện bên tay trái cho nên nhị minh mới lựa chọn đem hồn cốt của mình hình thành tác dụng trên cánh tay trái của đường tam hồn cốt đỏ tươi trong nháy mắt xung hợp không giống như hồn lực của đại minh nhu hòa nhưng liên miên bất tuyệt trong nháy mắt khi hồn cốt do nhị minh biến thành dung hợp cùng cánh tay trái của đường tam toàn thân đường tam đều xuất ra một cảm giác tràn ngập lực lượng bạo phát bên ngoài cánh tay trái mặc dù không có bất cứ biến hóa gì nhưng đường tam lại có cảm giác cánh tay trái của mình bành trướng trong vô hình cảm giác hữu lực cường hãn tràn ngập cánh tay lớp da bên trong từng kinh mạch không ngừng chuyển động đồng thời hai cái mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt gia nhập cũng làm cho xương cốt đường tam kêu răng rắc một hồi bất luận là hồn hoàn hay hồn cốt đều sẽ làm gia tăng thuộc tính hấp thụ của thân thể mà mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt không thể nghi ngờ lại càng nổi bật đường tam vốn đã có được tám cái hồn hoàn cường đại hơn nữa thân thể đã trải qua rèn luyện tại lưỡng nghi băng hỏa nhãn trên thuộc tính thiên tiên vốn đã rất cường hãn vượt qua những phong hào đấu la bình thường lúc này thêm vào thế cường mạnh của hai đại hồn hoàn hồn cốt nhất thời làm cho thân thể hắn có cảm giác muốn nổ tung lấy lực lượng làm chủ các thuộc tính điên cuồng để thăng da rẻ đường tam cũng theo đó trở nên đỏ như máu kinh mạch trong cơ thể bạo phát tốc độ máu lưu chuyển tăng lên gấp ba so với trước đây mà ngay cả tinh thần lực cũng nhanh chóng ba động theo quy luật rất rõ ràng năng lượng mà cơ thể người hấp thụ có thể dung nhập vào trong cơ thể đương nhiên là một chuyện tuyệt vời sẽ làm tăng cường các phương diện tố chất của mình nhưng nếu cơ thể người hấp thụ năng lượng quá mức khổng lồ nhất là dưới tình huống hấp thụ duy nhất như vậy khi vượt qua phạm vi thừa nhận của cơ thể kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm Nhẹ thì bạo liệt kinh mạch trở thành phế nhân, nặng thì nổ tan xác mà chết. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao trước kia, bất luận là phụ thân Đường Tam hay đại sư phát hiện được Đường Tam, có song sinh võ hồn đều nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được gia tăng hồn hoàn cho đệ nhị võ hồn. Đường Tam chính mình cũng không nghĩ đến, đệ nhị võ hồn của mình chỉ là hấp thụ đệ nhất hồn hoàn lại xuất hiện tình huống tạo gánh nặng quá lớn cho thân thể, mà trong thực tế, tình huống này xuất hiện không phải vì năng lực thừa nhận của thân thể hàn yếu kém, trái ngược là nguyên nhân chính vì năng lực thừa nhận của thân thể đường tam quá mạnh mẽ mới xuất hiện tình huống này đừng nhìn đường tam vừa mới có được hạo thiên truy phụ ra thêm đệ nhất hồn hoàn nhưng là nếu như cùng hồn sư bình thường so sánh một chút sẽ phát hiện nguyên nhân tại sao thân thể hắn không thể nào thừa nhận thuộc tính tăng phúc phong hào đấu la bình thường dưới tình huống hồn hoàn pha trộn cho cân đối nhất chín cái hồn hoàn chẳng qua cũng chỉ là hoàng hoàng tử tử hắc 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 Mười vạn năm hồn hoàn dường như là khó có khả năng xuất hiện. Hồn cốt có thể có được một hai khối cũng đã được coi là khá kinh người. Nhưng là đường tam thì sao? Hiện tại đệ nhất vũ hồn lam ngân hoàng của hắn đã đạt viên mãn chín cái hồn hoàn, hoàng, hoàng, tử, hắc, hồng, 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 hồng. Ba cái hồn hoàn đầu coi như bình thường, nhưng từ cái hồn hoàn thứ tư bát đã là một tồn tại hoàn toàn vượt bậc. Hơn nữa, mười vạn năm hồn hoàn còn có tới năm cái. Dựa theo tổng tu vi niên hạn của các hồn hoàn đạt được mà tính ra, sự pha trộn cân đối hoàn hảo của một vị phong hào đấu la, tổng tu vi niên hạn tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn năm, cho dù là vượt qua 15 vạn năm cũng là số ít. Nhưng đường tam thì sao? Chín hồn hoàn của hắn, tổng tu vi niên hạn tuyệt đối là 50 vạn năm trở lên, đủ để gấp hai lần rưỡi hồn sư bình thường. Càng huống chi, đệ nhất hồn hoàn mà đệ nhị vũ hồn của hắn đạt được cũng là cấp bậc 10 vạn năm, chính là 10 vạn năm tu vi. Tổng tu viên vi hạn thậm chí còn muốn gấp 3 lần Phong Hào đấu la bình thường, tận 60 vạn năm a. Đừng quên, hiện tại Đường Tam đã có được 6 khối hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu theo Đường Tam tự thân đột phá cấp bậc Phong Hào đấu la, đang ở trong quá trình tiến hóa, có thể tưởng tượng, sau khi tiến hóa thành công, cũng tuyệt đối có thể tương đương với một hồn cốt 10 vạn năm. Ngoại trừ khối ngoại phụ hồn cốt này, Đường Tam còn có Thiên Thanh Ngưu Mãng Hữu Thủ cốt, Thái Thản Cự Viên Tả Thủ cốt, Tả Ma Hổ Kình Tả Thối cốt làm Ngân đế hoàng hữu thối cốt, bốn khối hồn cốt 10 vạn năm, duy nhất có một chỗ không phải hồn cốt 10 vạn năm cấp bậc, đó là khối tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt bản thân là của hồn thú hơn 5 vạn năm xuất ra, hơn nữa cùng Hãn Hải Càn, hồn cháo dung hợp một chỗ, ai dám nói hiệu quả của nó so với bốn khối 10 vạn năm hồn cốt là kém hơn. Trong thực chiến, tác dụng của nó thậm chí còn có thể là xếp vị trí thứ nhất. Ở loại tình huống này, thu tính tăng phúc của Đường Tam Đủ vượt qua phong hào đấu la bình thường đến hai lần trở lên. Khả năng thừa nhận của cơ thể hắn đến bây giờ mới xuất hiện dị trạng đã đủ để chứng minh sự cường hãn của hắn. Đối với người khác mà nói, có lẽ đây là tình huống chí mạng, nhưng từ trước khi rời khỏi hải thần đảo, đường Tam cũng đã tìm được phương pháp phá giải. Tiếp nhận sự hiến tế của hai vị xâm lâm chi vương, tinh thần lực cùng hồn lực đều khôi phục tới đỉnh cao trạng thái đỉnh cao, tuôn ra hải thần chi quang, trực tiếp bắn lên trung tâm hải thần là hải thần Tam Xoa, nhất thời, kim quang trói lòa, trong nháy mắt tỏa ra đem thân thể đường tam bao phủ hoàn toàn ở bên trong ba tái tây nói đúng thuộc tính tăng phúc đối với loài người đương nhiên là có cực hạn năng lực thừa nhận của cơ thể hắn đã vượt mức tối đa nhưng sau khi rút ra hải thần tam xoa kích cùng với việc trải qua bảy khảo nghiệm đầu của hải thần cửu khảo đường tam có thể nói là đã bước một chân vào lĩnh vực cấp thần mặc dù tu vi hiện tại của hắn còn không đủ nhưng là hắn có được hơi thở của thần chính là hải thần năng lượng chính tông điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ lúc hải thần chi quang dọi xuống đường tam nhất thời cảm giác được thân thể mình phảng phất giống như tiến vào trong một cái lò rèn cực lớn hồng quang sinh ra khi hai đại thần thú hiến tế đã biến mất nhưng trên người hắn lại bốc ra kim sắc quang diễm còn mãnh liệt hơn nơi nóng nhất trên cơ thể chính là vị trí sáu khối hồn cốt ẩn ước có thể thấy kinh mạch cơ nhục thậm chí là xương cốt ở dưới sáu vị trí kia đều co giật rất nhanh những tê thống khổ kịch liệt không ngừng lan tới đại não của đường tam hải thần ánh sáng mang đến mặc dù là nóng rực nhưng nếu so với lúc trước thì thư thái hơn rất nhiều làm hắn cảm giác được toàn thân mình giống như đang ngâm trong suối nước nóng nhiệt độ cao vậy nhiệt độ mặc dù tính là cao nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được xương cốt trên người phát ra những thanh âm gây rợn gần mạch cùng cơ nhục dường như muốn phát nổ mắt thấy cơ bắp toàn thân hắn rất nhanh bành trướng biến hình dạng hắn thành một nam nhân có cơ bắp kinh khủng nhưng kim quang từ hải thần tam xoa kích chiếu dọi khắp nơi bao phủ cơ thể hắn cơ nhục vừa rồi cực độ nở ra đã từ từ bình phục trở lại khôi phục lại vóc người vốn có của hắn, thân thể có chút cường tráng nhưng không còn khoa trương. Làn da màu cổ đồng được bao phủ lên bởi một tầng kim sắc nhàn nhạt, nhạt, đó không phải là màu vàng ánh kim mà là màu vàng kim mang chút thần thánh. Đường Tam đột nhiên hiểu ra, hắn phát hiện ra sau khi năng lực thừa nhận của cơ thể mình sau khi đạt đến cực hạn dưới sự chiếu rọi của hải thần chi quang, dường như hoàn thành một quá trình thoát thai hoán cốt, không cần phải thử, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể mình trở nên kiên cường, dẻo dai đến lạ thường thu hồi toàn bộ hai đại vũ hồn vào trong cơ thể hắn lại khôi phục bộ răng vốn có chẳng qua quần áo trên người sớm đã bị năng lượng cuồng bạo tác dụng đến không còn sót lại chút gì chỉ còn lại một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt bao trùm trên làn da hải thần tam xoa kích tự động rơi vào lòng bàn tay phải đường tam cảm giác nước sữa hòa vào nhau trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân hắn cảm giác được sự khế hợp giữa mình cùng với hải thần tam xoa kích lại càng gần thêm một bước kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.